chồng vậy đó. Dạ. Ồ, lên. Ồ, con lớn. Ồ, wow, 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 con ốc lớn này mọi người. Ồ. Rồi rồi, trúng rồi, trúng rồi, trúng rồi. Trúng cá lóc rồi mọi người. Ồ, oh, wow 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 wow. Rồi, trúng rồi. Oh, mọi người xem con bắt con ba khí này. Wow, ba khí rất là nhiều. Ủa giờ anh còn đi 7 lòng nữa anh em về. Mọi người xem. Cái càng nào nó kẹp đâu anh, cái càng nhỏ đúng không? Càng nhỏ to lắm, đâu đấy. Không cầm đây này. Cái này. Đây rồi, đây đây không? Rồi rồi, ok. Rồi, mọi người đang xem con cua đỏ nè, anh Tuấn bắt được nè. Ô, oh, bắt này mọi người ơi, bắt sống luôn nè, hấp lánh luôn. Ồ, oh, đẹp à. Mực này mực gì á? Mực lá. Da này lột rồi hả cô? Ồ, oh, ghê quá. Ồ, oh. Ồ, oh. Dạ, dạ. Ồ, oh, nó cắn á cô. Dạ, nó cắn. Còn để con tôm xét vô cái miệng ơi, để con tôm xét vô miệng á. À, quá đã rồi, hãy coi hành trình mà bắt mà nướng với hai con tôm này nha. Đó mọi người thấy chân cua không? đó nó bò lên này, biết mình nói chuyện nhiều đó. Rồi mọi người thấy con cua trong hang ra, ồ nó chạy lại rất là thú vị mọi người. Nướng là một hấp rồi như vậy, con này hấp nè. Nướng nó chín con nã không? Ủa chào bác, cái gì mà đốt con nã? Con này hả? Dạ. Này ốc khủng long. Ừ, đó giờ mới thấy. Ồ, cái ốc rồi. Cái chim, giống cái chim ha. Cái chim như cái gì nữa. Bỏ trong cái hồ nước kia mình hả? À. Nhiều á. Này chắc từ đây tới chiều được nửa ký á. Mọi người đang coi con ốc mượn hồn. Ốc mượn hồn là cái vỏ, thì vỏ là vỏ con ốc. Còn cái ruột bên trong á, nó là một loại giáp xác, nó giống như con cua vậy. Mọi người coi, nó thụt đầu vô rồi. Rồi, con gì đây cả nhà? Ồ, đây là con xá sung. Ghê không? Rồi, mời mọi người đi khám phá việc khai thác đánh bắt xá sùng nhé. À, thấy bả nào nắm được đuôi bả nào. Không ạ. Đây. Trời ơi. À. Ồ. À. Đâu á. Mọi người xem ông này. Wow, bự lắm.